Minasan konnichiwa, Cosmos no Dung desu. Xin chào tất cả các bạn, mình là Dung Cosmos. Rất vui được gặp lại các bạn trong video clip lần này. Video hướng dẫn học ngữ pháp N3, video số 25, mẫu câu số 74 và 75. Ở mẫu số 74-75 này, chúng ta sẽ tìm hiểu với to tomoni và ni tomonatte tomonai. Cụ thể nội dung của các mẫu câu này như thế nào, cách sử dụng như thế nào thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong bài ngày hôm nay nhé. Mẫu 74, to tomoni. To tomoni ở đây đó là chữ Hán được biểu thị bởi chữ cộng. Cộng là cùng nhau, công cộng đó. To là trợ từ to, to tomoni sự cùng nhau. Và đằng trước là danh từ cộng với to tomoni và mang ý nghĩa rằng là cùng với N. Thì với to tomoni này có 3 nghĩa. Nghĩa thứ nhất là cùng với N, bằng với to hoặc isshoni. Danh từ cộng to tomoni. Và nghĩa thứ hai của to tomoni đó là đồng thời với hoặc cùng lúc với. Ở đây tương đồng nghĩa với đô chỉ nhị, đồng thời. Và ý nghĩa cuối cùng của to tomoni đó là cùng với A thay đổi thì B nó cũng thay đổi. Ni tsurete hoặc là ni shitagatte đó là cách dùng giống với ni tsurete và ni shitagatte mà chúng ta đã học rồi đúng không? Thì ở đây hôm nay chúng ta sẽ học 3 ý nghĩa chính của to tomoni. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa thứ nhất. Cùng với N, to tomoni. Ví dụ, kore kara. Ví dụ như ở đây là kekonshiki, kekonshiki. Và người con trai phát biểu nhé, chú rể phát biểu như sau. Kore kara anchan to tomoni tanoshiku ikite ikitai to omoimasu. Thì từ bây giờ trở đi tôi muốn vui sống với anchan. Thì lúc này anchan to hoặc anchan to shoni cùng với đúng không ạ? Chuyển thành to tomoni. Ở đây là kekonshiki mà là happyo, happyo thì phải lịch sự, phải trang trọng đúng không ạ? To tomoni. Tiếp theo, game では, các bạn có game yattemasu ka? Game yatteru toki wa nakama, nakama to issho ni teki o taoshite iku no ga omoshiroi desu ne. Khi mà bạn chơi game ấy thì bạn rất là muốn là những người mà cùng phe với mình, bạn thân của mình thì đánh gục ngã, đánh bại tên địch đúng không ạ? Thì khi đó là game では nakama to tomoni teki o taoshite iku no ga omoshiroi da. Trong chơi game ấy thì mà cùng với bạn thân, cùng với đồng đội mà đánh chết quân địch đó thì thật là thú vị. Như vậy, danh từ cộng với to tomoni để mang nghĩa là cùng với N thường dùng trong văn viết và những cái thể đó là lịch sự và trang trọng. Và chúng ta sẽ thấy rằng to tomoni và isshoni thì ý nghĩa thì hầu như là giống nhau. Khác nhau thì chút về văn cảnh thôi. To tomoni thì thường hay dùng trong trang trọng lịch sự. Còn isshoni thì dùng trong những cái hoàn cảnh thân quen, thân thuộc. Ví dụ như là tôi cùng chơi đá bóng với trẻ con thì không ai người ta dùng to tomoni cả. Khi ấy người ta phải dùng là kodomo to isshoni sakka o shimasu. Dùng là to isshoni thôi đúng không ạ? Thì đó là điểm khác nhau giữa to tomoni và to isshoni. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua ví dụ cụ thể sau đây nhé. 3 nen kan nakama to tomoni ganbatta omoide wa issho wasurenai darou. 3 nen kan là trong 3 năm, nakama là bạn thân, to tomoni ganbatta omoide. Omoide đó là những cái kỷ niệm, những cái suy nghĩ, những cái kỷ niệm mà bạn bè thân với nhau ấy, cùng nhau cố gắng suốt 3 năm trời thì cả đời không thể là quên đúng không? Cả đời sẽ không thể quên được. Thì đó là nakama, bạn bè đồng nghiệp và issho một đời. Câu số 2 nhé. Nichiyobi gurai wa kazoku tomoni sugoshitai. Sugosu là trải qua. Sugoshitai là muốn. Tôi muốn trải qua cùng với kazoku trong những ngày, ví dụ như ngày nghỉ như là chủ nhật. Những ngày nghỉ như là chủ nhật thì tôi muốn ở bên gia đình. Ý nghĩa thứ hai của tomoni đó là đồng thời với hoặc cùng lúc với. Đằng trước thì sẽ là danh từ hoặc tính từ đuôi na cộng với de aru. Còn tính từ đuôi y và verb thì sẽ để ở dạng jishoke từ điển. Tính từ đuôi y là để y thôi. Còn động từ thì sẽ là jishoke cộng với to tomoni, đồng thời với hoặc cùng lúc với. Ví dụ như sau. Minamo ima Facebook wo tsukattemasu ne. Facebook ni nanka jōhō wo appu shitara iroiro tomodachi ga sore wo mitari ikken wo koukan shitari komento shitari shitemasu ne. Sono toki wa Facebook では情報を発信するとともに様々な人と意見交換をしている。Ở trên Facebook thì khi mà chúng ta mà có nghĩa là 発信 đó là phát tin những cái thông tin lên, ý nghĩa là trao đổi up những cái thông tin lên trên Facebook thì
rất 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 nhiều người có thể làm sao với chúng mình ạ? Có thể ikenko kan, có thể trao đổi ý kiến với chúng ta. Thì khi ấy chúng ta dùng với thoto mo ni, đồng thời cùng với cái việc là bạn sẽ gửi và truyền tải rất nhiều thông tin lên, thì bạn cũng sẽ nhận và trao đổi rất nhiều ý kiến với rất nhiều người. Thì đó là thoto mo ni, dùng với nghĩa doji ni. Ví dụ tiếp theo, このボタンを押したら、まずは今使っている資料が自動的に保存されています。で、その同時に電源も落ちます。電源も落ちます。その時はこのボタンを押すと資料が保存されるとともに水源が落ちる。Nếu mà chúng ta hễ chúng ta ấn cái nút này ấy, thì tài liệu sẽ được bảo lưu lại và nguồn điện sẽ tắt. Đó, khi đấy là chúng ta bấm vào cái nút nguồn đúng không? Khi bấm vào nút nguồn thì tài liệu nó sẽ tự ozone, sẽ tự bảo lưu và điện, nguồn điện cũng sẽ tắt. Và khi ấy chúng ta thấy rằng đằng trước toto mo ni thì là danh từ cộng với deru, tính từ đuôi y hoặc động từ thì là jisoke, và mang nghĩa là đồng thời với hoặc cùng lúc với. E toto mo ni bi nghĩa là A và B cùng xảy ra với nhau, thể hiện mang nặng cái tính đồng thời. Toto mo ni cùng một lúc nhé, đồng thời xảy ra với nhau. Ví dụ, pistol no oto to tomo ni senshu tachi wa issai ni starto shita. Ở đây senshu đó là các cầu thủ, các tuyển thủ, vận động viên. Starto suru, starto đó là bắt đầu. Còn pistol đó là phát súng. Thì issai ở đây đó là đồng loạt hoặc cùng một lúc. Pistol no oto to tomo ni senshu tachi wa issai ni starto shita. Nghe tiếng súng thì ngay lập tức tất cả các động viên, các vận động viên thì làm sao? Đồng loạt bắt đầu. Nghe tiếng súng thì ngay lập tức các vận động viên đồng loạt bắt đầu. Thì khi ấy chúng ta dùng toto mo ni. Ví dụ số 2 nhé. Kuni o hatten saseru tame ni wa sangyo no ikusei o toto mo ni koromo tachi no kyuiku ga taisetsu da. Kuni o hatten saseru tame ni wa hatten là phát triển, hatten suru là động từ phát triển, làm cho đất nước phát triển, đúng không ạ? Hatten saseru sai khiến, làm cho để có thể làm cho đất nước phát triển, thì cùng với cái việc đó là sangyo no ikuse đó là cái việc thúc đẩy, kích thích, ý nghĩa là thúc đẩy cái ngành kinh tế phát triển, sangyo sản nghiệp phát triển, thì cái việc mà kyuiku giáo dục kodomo tachi thì cũng rất là taisetsu. Ở đất nước nào cũng vậy thôi, giáo dục rất là quan trọng, đúng không ạ? Song song với việc phát triển kinh tế thì việc giáo dục cũng phải là tiến hành rất là cẩn thận, chỉn chu thì đất nước mới có thể phát triển được. Câu số 3. Daigaku kyōjū wa jibun no kenkyū wo suru to tomo ni gakusei tachi wo sorate nakereba naranai. Daigaku là đại học, kyōjū đó là giáo sư hoặc giảng viên. Jibun no kenkyū wo suru to tomo ni đó là làm cái việc nghiên cứu của bản thân mình. Thì gakusei tachi wo sorate nakereba naranai thì cũng phải nuôi dưỡng, ý là phải giáo dục, phải dạy dỗ các em học sinh. Giảng viên hoặc các giáo sư đại học thì là cùng với việc tự tìm hiểu, nghiên cứu thì cũng phải dạy dỗ các em học sinh. Thì đó là câu số 3. Tiếp theo câu số 4. Musume ga kekkon shimashita. Musume ga kekkon shimashita. Ureshii to tomo ni sabishiku mo aru. Nghĩa là sao ạ? Thì khi mà con gái tôi kết hôn lấy chồng ấy, thì cùng với rất là vui thì cũng có cảm thấy rất là buồn, cô đơn, bởi vì tôi có muỗi độc nhất của con gái, đúng không ạ? Lại lấy chồng xa nữa nên tôi rất là sabishi. Thì đó là câu số 4. Câu số 5. Kanojo wa watashi ni totte tsuma de aru to tomo ni hisho de mo aru desu. Kanojo wa, cô ấy đối với tôi thì vừa là tsuma de aru to tomo ni thì cũng là hisho de mo aru desu. Cũng là một thư ký, nghĩa là cô ấy thì vừa là một người vợ và lại là một người thư ký của tôi. Kono sōzai, sōzai đây là nguyên liệu hoặc vật liệu. Kono sōzai wa jōbu de aru to tomo ni iro ga kirenai na koto ga tokuchō desu. Tokuchō đó là những cái đặc trưng, điểm mạnh, điểm ưu điểm nổi bật. Thì cái kono sōzai, thì cái nguyên liệu này thì có ưu điểm, đó là cùng với cái việc là tính chịu lực, cái sự job, cái chắc chắn của nó, thì nó lại có cái màu, thì nó lại có màu rất là đẹp nữa. Thì đó là ưu điểm của cái sōzai này. Và chúng ta cùng nhau luyện tập với thoto mo ni trong ý nghĩa đồng thời này nhé.
Ở đây chúng ta có hai câu và nhiệm vụ của chúng ta là điền từ thích hợp vào chỗ trống. Ningen wa nani nani to tomo ni ikiru to ieru daro. Con người thì cùng với cái gì đó thì sống chung to ieru daro. Có thể nói rằng con người sẽ sống chung cùng với gì? Thì ở đây chúng ta sẽ điền với danh từ để to tomo ni này giống tương ứng nghĩa với to so ni. Câu số 2, raigetsu atarashii ie o nani nani to tomo ni furui ie o kowashi hajimeru. Thì tháng sau ấy, cái nhà mới làm sao đó thì đồng thời với lúc ấy là chúng tôi cũng hajimeru, bắt đầu cái công việc là kowasu, là làm phá bỏ cái nhà cũ đi, thì chúng tôi phải bắt đầu xây mới đúng không? Do đó chúng ta cần điền là gì nhỉ? Mizu to tomo ni và tate hajimeru. Bắt đầu xây nhà mới thì cũng là cái lúc đồng thời chúng tôi phải phá bỏ cái nhà cũ. Và chúng ta cùng nhau tìm hiểu với ý nghĩa thứ ba, ý nghĩa cuối cùng của totomoni, đó là cùng với A thay đổi thì B cũng thay đổi. Cùng với A thay đổi thì B cũng thay đổi như thế nào? Thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu phần số 3 này nhé. Totomoni ở đây thì có nghĩa là cùng với A thay đổi thì B thay đổi. Nghĩa là về trước thì chúng ta là danh từ hoặc tính từ hoặc động từ đúng không ạ? Thì khi có sự biến đổi của vế trước đó thì dẫn đến cái sau nó cũng có thể có sự biến đổi. Và nó mang ý nghĩa là cùng nhau biến đổi, cùng nhau thay đổi. Ví dụ ở đây, và bạn sẽ thấy rằng A thay đổi biến đổi thì B cũng sẽ thay đổi. Không thể hiện, chú ý nhé, đằng sau sẽ không thể hiện ý chí hay là mà chỉ thể hiện cái hướng thay đổi thôi. Chỉ thể hiện hướng thay đổi thôi. Ví dụ, hatachi ninaru. 飲酒や喫煙が許される. Nghĩa là nếu mà sang 20 tuổi ấy thì có thể tha thứ, ý nghĩa là có thể chấp nhận với cái việc là uống chất có cồn, bia rượu hoặc là hút thuốc. Thì khi ấy không được dùng với totomoni mà chúng ta chỉ dùng là natara, đúng không ạ? Hay câu số 2, Amerikajini nihongo o osieru totomoni watashi no eigo mo jozu ni natta. Thì cùng với cái việc mà người Mỹ, cùng với cái việc là tôi dạy tiếng Nhật cho người Mỹ thì tiếng Anh của tôi cũng khá hơn. Thì khi ấy chúng ta không dùng với totomoni. Totomoni này thì khi ấy totomoni có thể dùng nhưng không chính xác. Dùng hay hơn cả thì đó là chúng ta sẽ nói là osetara, osete kara, bắt đầu từ kể từ khi mà dạy cho người Mỹ chẳng hạn, hoặc là osetara. Thì đó là điểm chú ý với mẫu câu này. Để cụ thể hơn thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua ví dụ sau nhé. Seibutsu wa toshi o toru to tomo ni karara ga sukoshi zutsu otoroete iku. Otoroeru nghĩa là sa sút, trở nên yếu đi, tàn tạ hoặc là suy nhược. Thì khi ấy nó là chữ suy, otoroeru. Otoroete iku khi mà toshi o toru, khi mà có tuổi, đúng không ạ? Thì hai việc này nó xảy ra đồng thời với nhau. Khi mà có tuổi rồi thì cơ thể nó sẽ bị yếu dần đi. Sinh vật nào cũng vậy thôi, thì sẽ bị yếu dần đi một chút, đúng không ạ? Seibutsu wa toshi o toru to tomo ni karara ga sukoshi zutsu toroete iku. Thì đó là câu số 1. Câu số 2, Nihongo no reberu ga agaru to tomo ni benkyou ga tanoshiku natte kita. Thì cái việc mà reberu, cái level trong tiếng Nhật của bạn mà càng agaru lên, càng được nâng cao, thì cái việc học của bạn cũng sẽ trở nên thú vị hơn. Điều đấy là diễn ra song song với nhau. Lý do là bởi vì khi mà reberu mà chúng ta được agaru rồi thì chúng ta sẽ đọc được rất nhiều tài liệu, xem được nhiều phim, đọc nhiều báo, đọc được nhiều chuyện hơn, thì đương nhiên nó sẽ trở nên là vui hơn. Ví dụ tiếp theo, kuruma no zouka to tomo ni kotsu jiko mo fuete iru. Thì cùng với cái việc đó là tăng cái số lượng của kuruma lên, thì cái kotsu jiko, cái tai nạn giao thông cũng sẽ fuete iru, cũng là đang tăng lên. Thì đó là câu số 3 nhé. Câu số 4, shingaku, tiến học, shingaku ritsu, đó là cái tỷ lệ học lên cao, mà josho đó là gia tăng, nâng cao. Ở ví dụ số 3 này chúng ta có zoka, zoka này là tăng trưởng, mang nghĩa là tăng trưởng. Còn josho đó là cái gia tăng, tăng nâng cao. Totomoni thì tegaku ryoku, tegaku ryoku đó là học lực thấp. No seto, seto là học sinh. Tegaku ryoku no seto tachi ga mondai ni natte kite iru. Cùng với cái việc mà chúng ta nâng cao cái tỷ lệ học lên cao lên ấy, thì cũng sẽ xảy ra với rất nhiều những cái vấn đề của, đó là những cái học sinh mà có học lực thấp. Thì điểm này là dẫn đến, đúng không ạ? Cùng nhau xảy ra thôi. Cùng nhau xảy ra khi mà
tỷ lệ học lên cao, đại học càng cao thì cái sự chênh lệch giữa học sinh giỏi và học sinh kém nó sẽ càng rõ ràng và dẫn đến rất nhiều những cái vấn đề, cái môn đa liên quan đến thegaku ryoku của Seto. Thì đó là số 4. Chúng ta cùng nhau luyện tập bằng cách là điền từ thích hợp vào chỗ trống. Ở đây có toshi nani nani to tomo ni mimi ga toku natte kita. Mimi ga toi có nghĩa là tai nó xa đúng không ạ? Ý là không nghe rõ. Thì khi nào mà chúng ta lại không nghe rõ? Khi mà chúng ta nhiều tuổi hơn thì khi ấy chúng ta sẽ điền từ gì ở đằng trước? Câu số 2. Jinko ga nani nani to tomo ni sore made mirarenakatta mondai ga hassei shita. Thì cùng với cái việc jinko có vấn đề gì đó thì chúng ta có những cái mondai mà phát sinh do mà từ trước đến nay chúng ta chưa nhìn thấy bao giờ thì nó lại phát sinh. Thì khi ấy chúng ta sẽ điền là gì? Toshio toru to tomo ni, cùng với cái việc là càng càng về già đúng không ạ? Thì tai lại càng nghe không rõ, hay là jinko ga fueru to tomo ni, dân số mà càng tăng lên thì sẽ phát sinh những cái vấn đề mà từ trước đến nay chưa gặp bao giờ. Thì đó là ví dụ liên quan đến thô thu mùi nhị. Và như vậy chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu xong mẫu câu thô thu mùi nhị với ba ý nghĩa. Thứ nhất là cùng với, giống với thô isho nhị. Ý nghĩa thứ hai là đồng thời với, cùng lúc với, giống với đô chỉ nhị. Và ý nghĩa thứ ba là cùng với A thay đổi thì B cũng thay đổi. Và đó là ba ý nghĩa của mẫu câu thô thu mùi nhị. Sự so sánh giữa ni tsurete ni shitagatte với totomo ni này các bạn hãy tham khảo ở video phụ lục số 1 liên quan đến phần so sánh các mẫu câu liên quan này, và các bạn hãy tham khảo theo link bên dưới nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu mẫu câu số 75 ni tomonatte tomonai, đồng thời với hoặc song hành với thì làm sao. Tomonatte tomonai này bắt nguồn từ chữ Hán, đó là chữ bạn. Bạn này là bạn cùng nhau đó, cùng nhau làm gì đó. Bạn này có bộ nhân đằng trước, bán đằng sau, cùng bạn cùng nhau bán cái gì đúng không ạ? Cùng nhau cái gì đó đúng không ạ? Bộ trái là nhân, bên kia là bán, thì thành bạn cùng nhau tomonau, song hành cùng nhau làm gì. Và tomonau này, động từ gốc của nó là tomonau, mẫu câu của nó là ni tomonatte chuyển sang verb te hoặc ni tomonai. Và đằng trước đều là danh từ hoặc động từ jishoke thể từ điền, mang nghĩa là đồng thời với hoặc song hành với. Tomonai thì bao giờ cũng lịch sự hơn tomonatte để diễn tả cái sự biến đổi song hành. Nghĩa là với A biến đổi thì B nó cũng biến đổi, ngược lại A mà nó không biến đổi thì B cũng không biến đổi. Ở với mẫu câu này thì rất nhấn mạnh cái phần nó là nguyên nhân hệ quả, nhưng mang tính là song song với nhau. Nghĩa là A, B thì thể hiện sự song hành, là bạn của nhau nên sẽ cùng đi với nhau. Có thì cùng có, mà không thì cùng không. Và dùng với những biến đổi rất là lớn. Còn và thường dùng trong những thể văn trang trọng và lịch sự. Thì đó là đặc điểm của mẫu câu ni tomonatte tomonai, mang nghĩa đồng hành với hoặc song hành với. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu ví dụ sau đây. Endaka ni tomonatte, cùng với cái việc là endaka, cái đồng yên tăng giá, thì 来日する外国旅行者が少なくなった. Xin lỗi, 来日, cái việc 来日 là cái việc đến Nhật của các 外国旅行者. 旅行者 là khách du lịch. Khách du lịch nước ngoài mà đi đến Nhật thì sẽ 少なくなった. Đúng không ạ? Endaka mà đồng yên tăng cao, cho nên là để mà mua được một chai nước thì lại mất nhiều tiền hơn. Thế nên là cái việc mà tiền đi Nhật nó tốn kém, thà đi không đi Nhật nữa, chúng ta đi nước khác. Thì khi ấy là 来日 する外国旅行者が少なくなった。và đó là ví dụ đầu tiên nhé. Ni tomonatte, cái đồng yên tăng giá xảy ra dẫn đến khách du lịch giảm. Nếu đồng yên mà không xảy ra, đồng yên tăng giá không xảy ra thì khách du lịch cũng sẽ không giảm đâu mà sẽ tăng. Tiếp theo chúng ta có một ví dụ, các bạn sẽ thấy rằng ví dụ này xảy ra hầu như tất cả với các nước, đó là keizai hatten. Keizai là kinh tế, kinh tế mà hatten, keizai mà hatten shitara thì làm sao? Kozo ga ippai desu. Để kozo ippai kute de ki mo, ki cũng làm sao ạ? Bị chặt đúng không ạ? Đúng không ạ? Ki cây thì cũng bị chặt. Và từ những rất nhiều những cái vấn đề đó thì dẫn đến là kankyo hakai. Kankyo là môi trường, hakai là tàn phá. Thì cái việc tàn phá môi trường nó okotta xảy ra, phát sinh xảy ra. Thì cái việc này là cái tiền đề, là cái nguyên nhân dẫn đến cái này xảy ra. Và thể hiện nó thực sự song hành cùng một cặp như là một đôi bạn. Đôi bạn này thì không tốt tí nào đúng không ạ? Một anh thì phát triển, một anh thì bị phá hại. Keizai hatten ni tomonatte kankyo hakai ga okotta. Ví dụ cụ thể tiếp theo của mẫu câu này nhé. 会社の倒産に伴って多くの社員が失業した。失業 là thất nghiệp.
tô sản, đó là phá sản. Thì cùng với cái việc mà công ty bị phá sản thì sẽ có rất nhiều nhân viên của công ty bị sugyo, bị thất nghiệp. Có nhiều nhân viên trong công ty bị thất nghiệp sau cái sự phá sản của nhiều công ty. Câu số 2. Kokyo ryokin. Kokyo ryokin này chúng ta gặp rồi. Đó là những cái ryokin, những cái tiền phí như suido hay denki hay gas và đều chung đó là công cộng, những cái phí công cộng, đó là những cái phí mà sinh hoạt đó, ga điện nước đấy. Thì neage đó là việc tăng giá. Cùng với cái sự tăng giá này thì nó sẽ dẫn đến là bukkaga joshosta. Bukka nó sẽ bị tăng. Và đây nó giống như một cặp bạn bè với nhau xảy ra đồng thời. Câu số 3. Daijishin hassei ni tomonau higai o yosoku suru. Thì chúng tôi đang yosoku, đó là đang dự đoán cái higai, cái thiệt hại mà đi cùng với việc mà khi mà xảy ra động đất lớn. Daijishin hassei. Daijishin đó là okijishin. Hase là hase suru đó. Câu số 4. Byoki ga nagahiku ni tomonatte kanbyo suru kazoku ni mo tsukare ga miete kita. Thì byoki là bệnh tật mà nagahiku nghĩa là kéo dài. Cùng với cái việc kéo dài này thì kanbyo suru đó là cái gia đình của bệnh nhân đó thì cũng thấy được cái tsukare ga miete kita. Các bạn mà đã có người nhà đi bệnh viện biết ngay đúng không ạ? Người nhà đi bệnh viện là cả nhà cũng như đi bệnh viện theo. Thì kanbyo suru kazoku sẽ phải đi mendo, phải chăm sóc, phải chuẩn bị này kia thì rất là mệt, tsukarete shimau. Và khi ấy là tsukare ga miete kita. Do bệnh tật kéo dài nên tôi thấy cả sự mệt mỏi của cái gia đình đó, gia đình của bệnh nhân đó. Và ngoài ra tomonatte này, động từ gốc của nó là tomonau, chữ bạn này mang nghĩa là dìu dắt hoặc đi cùng. Tomonau. Ví dụ saishi o tomonatte dekakeru. Tôi dekakeru nhưng không phải hitori de mà saishi o tomonatte. Ở đây bằng với to isho ni hoặc là to tomoni như rất trang trọng và lịch sự. Tôi sẽ ra ngoài cùng với saishi của tôi, cùng với thê tử của tôi là vợ và con của tôi. Kono shigoto wa kiken o tomonau. Cái công việc này thì nó bao hồm gồm, nó kéo theo, nó dẫn đến dìu dắt cả cái kiken, cả cái nguy hiểm đến. Có nghĩa là công việc này bao gồm có cả sự nguy hiểm. Và chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập với mẫu câu này bằng cách là điền từ thích hợp vào chỗ trống. Câu thứ nhất, nani nani ni tomonatte kasai ga hasei suru koto ga oi. Thì cái kasai đó là những cái hỏa hoạn thì nó phát sinh rất là nhiều. Thì cùng với cái gì mà hỏa hoạn này xảy ra? Thì ở Nhật thì thường là động đất thì hay ra cháy đúng không ạ? Bởi vì ga các thứ điện nữa thì cứ gây ra cháy. Câu thứ hai, nani nani ni tomonatte nyusha shita member ga chushin desu. Nghĩa là cùng với cái việc gì đó thì chúng tôi cái member mà vào công ty ấy, thì được chushin, được tập trung, được quan tâm. Smartphone no nani nani ni tomonatte saikin ningen kankei ga kihaku ni natte kite iru to kanjiru. Kihaku ở đây đó là hi bạc, nghĩa là mỏng manh hoặc là loãng hoặc là thưa thớt hoặc là yếu đi. Nghĩa là cái quan hệ giữa con người với con người thì không được nồng thiết nữa, thì trở nên là một vấn đề đó đúng không ạ? Và kanjiru là cảm thấy thế. Vậy thì cùng với cái việc mà đồng thời cái việc mà smartphone làm sao đó thì tôi cảm thấy cái mối quan hệ giữa con người với con người nó bị suy giảm đi. Thì theo các bạn sẽ điền từ gì? Đây là một trong những ví dụ nhá. Đó là jishin. Cùng với jishin thì kasai nó cũng hase suru. Tiếp theo là shinki jigyo. Đó là cái jigyo mới, cùng khởi nghiệp ấy, cùng với cái sự khởi nghiệp, cái dự án mới đó. Thì cái việc mà những cái nhân viên trong công ty vào công ty sẽ được tập trung, coi trọng. Tiếp theo là smartphone no fukyu. Đó là cái việc phổ cập cái điện thoại di động, cùng với cái việc phổ cập điện thoại di động đến mọi người. Thì saikin ningen kankei ga kihaku ni natte kite iru to kanjiru. Thì tôi cũng cảm thấy là cái mối quan hệ giữa con người với con người thì mờ nhạt đi. Thì đó là ba ví dụ của phần luyện tập này. Và như vậy hôm nay chúng ta vừa cùng nhau luyện tập với to tomoni và ni tomonatte tomonai. Các bạn hãy ghi ra giấy ý nghĩa của các hai mẫu câu này và các ví dụ kèm theo mà chúng ta có thể nhớ hoặc là đặt ra nhé. Và đừng quên làm thêm bài tập trong sách giáo khoa để có thể ghi nhớ tốt nhất phần nội dung này. Nếu có vấn đề gì thắc mắc hay không hiểu thì đừng ngại, hãy liên hệ với Học tiếng Nhật Cosmos để chúng ta cùng nhau giải đáp tất cả các vấn đề đó. Còn đến đây thì video hướng dẫn học ngữ pháp N3, video số 25 của Học tiếng Nhật Cosmos xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ Học tiếng Nhật Cosmos. Xin chào và hẹn gặp lại. ご清聴どうもありがとうございました。Và để có thể nhận được nhiều bài giảng hay và thú vị từ Học tiếng Nhật Cosmos, các bạn
Hãy đăng ký vào kênh YouTube của Học Tiếng Nhật Cosmos, nhấp vào nút đăng ký ở góc bên phải phía trên của màn hình. Với những thông tin chi tiết cụ thể về các khóa học thì các bạn hãy click vào đăng ký học tại đây. Để có thể tham gia trả lời, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm liên quan đến học tiếng Nhật, các bạn hãy click vào Facebook và biểu tượng Facebook để chúng ta có thể chia sẻ với nhau, trao đổi với nhau trên fanpage của Học Tiếng Nhật Cosmos. Xin cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ Học Tiếng Nhật Cosmos. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. ご清聴どうもありがとうございました。